Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện tướng môn độc hậu của tác giả Thiên Sơn trà khách. 206. Mi phu nhân. Thẩm Diệu và La Đàm trở lại ngôi nhà lá ban đầu, nơi Hồi Hương và Bát Giác đang đứng dưới tán cây hoè nhìn ra xa. Tòng Dương và Mạc Kình ngồi ôm kiếm, mày nhíu chặt. Hồi Hương đột nhiên nói, "Đến rồi." Bát Giác cũng nhanh chóng tiến tới nhìn thấy đạo sĩ đi theo sau La Đàm và Thẩm Diệu. La Đàm còn đỡ, nhưng Thẩm Diệu trông rất nhếch nhác, khắp người đầy bùn đất, tóc rối tung và có chút mùi lạ. Hồi Hương và Bát Giác liếc nhìn nhau, trong lòng thầm lo lắng. Bát Giác hỏi: "Phu nhân, ngài?" La Đàm định nói gì đó nhưng bị Thẩm Diệu kéo tay áo, lắc đầu ra hiệu không nói. Thẩm Diệu chỉ nói: "Đi thôi." Xích Diệm đạo trưởng nói: "Các ngươi vội không cần phải đi con đường kia. Ta sẽ chỉ cho các ngươi con đường ngắn hơn. Ông dẫn mọi người đi một vòng, đến một nơi rộng lớn với những thửa ruộng và con đường nhỏ rõ ràng. Bôn Nguyệt từng nói rằng đôi tỷ đệ đã đi qua ruộng và con đường nhỏ, và con đường này khớp với mô tả của họ. Xích Diệm nói, các ngươi theo con đường này đi thẳng sẽ tới lối ra. Ông nhìn thẩm diệu, cười. Ta từng nói phu nhân sẽ gặp một kiếp nạn thầm diệu bình tĩnh, đạo trưởng muốn nói kiếp nạn đó sắp đến sao? Kiếp nạn là thiên mệnh, thiên cơ không thể tiết lộ, xích diệm nói một cách bí ẩn. Chẳng bao lâu nữa, bần đạo sẽ gặp lại phu nhân. Khi đó, hy vọng phu nhân sẽ giống như đêm qua, rút sạch sâu trên hồng tụ thảo. Đến lúc đó, kiếp nạn mới có thể giải. Lời nói của xích diệm khiến mọi người đều mơ hồ. Thẩm diệu cũng không rõ, nhưng không có thời gian để ở lại. Họ đã ở đây một đêm, hôm nay là ngày thứ sáu, Quy Nguyên Hoàn chỉ chống đỡ được 10 ngày. Tạ cảnh hành đã trúng độc 7 ngày, càng kéo dài càng nguy hiểm. Chào từ biệt xích diệm, thẩm diệu và những người khác đi theo con đường nhỏ qua ruộng. Con đường này dễ đi hơn nhiều so với rừng rậm ngày hôm trước. Khi lên xe ngựa, hồi hương không nhịn được hỏi, phu nhân, đạo sĩ kia để ngài làm gì? Đêm qua xảy ra chuyện gì? Nhìn Thẩm Diệu nhếch nhác, nàng không tin là không có chuyện gì. Thẩm Diệu chỉ nói, không có gì, đi về trước quan trọng. Rồi bước lên xe ngựa. Thấy Thẩm Diệu không muốn nói, hồi hương và những người khác dù nghi ngờ cũng đành chịu, tập trung vào việc đưa tạ cảnh hành về nhanh nhất. Trên xe ngựa, La Đàm hỏi Thẩm Diệu, tiểu biểu muội, tại sao ngươi không nói gì? Đối với La Đàm việc thẩm diệu chịu khổ vì tạ cảnh hành là điều cảm động một thiên kim tiểu thư lại hạ mình làm nông dân suốt đêm điều này không phải ai cũng làm được thẩm diệu ăn khổ nhưng không nói lại giấu giếm có ích lợi gì làm những việc này không phải để khoe khoang thẩm diệu nói nếu chuyển ra ngoài ngược lại tổn hại mặt mũi của duệ thân vương phủ chuyện này dừng ở đây ngươi cũng không cần nói với ai la đàm hỏi duệ thân vương cũng không thể biết sao thẩm diệu gật đầu la đàm nói ta biết rồi rồi khuyên ngươi nghỉ ngơi đi chúng ta còn một đoạn đường dài ngươi bận rộn cả đêm chưa nghỉ ngơi trông tiều tụy lắm dù ta giúp ngươi giấu chuyện này dáng vẻ mệt mỏi của ngươi không thể giấu được thẩm diệu gật đầu dựa vào xe ngựa nhắm mắt lại đêm qua cô bận rộn cả đêm mấy ngày nay không nghỉ ngơi đủ giờ chỉ muốn ngủ. Chỉ cần nhắm mắt là cô lập tức ngủ thiếp đi, không để ý đến sự sóc này của xe ngựa. Đêm đó ngủ không bao lâu, thẩm diệu bị người lay tỉnh. Mở mắt ra, thấy bát giác nhìn cô, phu nhân, là tiểu thư, chúng ta đã về phủ. Thẩm diệu và la đàm trở lại ngôi nhà lá ban đầu, nơi hồi hương và bát giác đang đứng dưới tán cây hòe nhìn ra xa. Tòng Dương và Mạc Kinh ngồi ôm kiếm, mày nhíu chặt. Hồi Hương đột nhiên nói, "Đến rồi." Bát Giác cũng nhanh chóng tiến tới, nhìn thấy đạo sĩ đi theo sau La Đàm và Thẩm Diệu. La Đàm còn đỡ, nhưng Thẩm Diệu trông rất nhếch nhác, khắp người đầy bùn đất, tóc rối tung và có chút mùi lạ. Hồi Hương và Bát Giác liếc nhìn nhau, trong lòng thầm lo lắng. Bát Giác hỏi, "Phu nhân, ngài?" La Đàm định nói gì đó nhưng bị Thẩm Diệu kéo tay áo, lắc đầu ra hiệu không nói thầm diệu chỉ nói, đi thôi. Xích diệm đạo trưởng nói, các ngươi vội, không cần phải đi con đường kia. Ta sẽ chỉ cho các ngươi con đường ngắn hơn. Ông dẫn mọi người đi một vòng, đến một nơi rộng lớn với những thửa ruộng và con đường nhỏ rõ ràng. Bôn Nguyệt từng nói rằng đôi tỷ đệ đã đi qua ruộng và con đường nhỏ, và con đường này khớp với mô tả của họ. Xích Diệm nói, các ngươi theo con đường này đi thẳng, sẽ tới lối ra ông nhìn thầm diệu cười ta từng nói phu nhân sẽ gặp một kiếp nạn thầm diệu bình tĩnh đạo trưởng muốn nói kiếp nạn đó sắp đến sao kiếp nạn là thiên mệnh thiên cơ không thể tiết lộ xích diệm nói một cách bí ẩn chẳng bao lâu nữa bần đạo sẽ gặp lại phu nhân khi đó hy vọng phu nhân sẽ giống như đêm qua rút sạch sâu trên hồng tụ thảo đến lúc đó kiếp nạn mới có thể giải Lời nói của xích diệm khiến mọi người đều mơ hồ. Thẩm diệu cũng không rõ, nhưng không có thời gian để ở lại. Họ đã ở đây một đêm, hôm nay là ngày thứ sáu, Quy Nguyên Hoàn chỉ chống đỡ được 10 ngày. Tạ cảnh hành đã chống độc 7 ngày, càng kéo dài càng nguy hiểm. Chào từ biệt xích diệm, thẩm diệu và những người khác đi theo con đường nhỏ qua ruộng. Con đường này dễ đi hơn nhiều so với rừng rậm ngày hôm trước. Khi lên xe ngựa, hồi hương không nhịn được hỏi phu nhân đạo sĩ kia để ngài làm gì đêm qua xảy ra chuyện gì nhìn thẩm diệu nhếch nhác nàng không tin là không có chuyện gì thẩm diệu chỉ nói không có gì đi về trước quan trọng rồi bước lên xe ngựa thấy thẩm diệu không muốn nói hồi hương và những người khác dù nghi ngờ cũng đành chịu tập trung vào việc đưa tạ cảnh hành về nhanh nhất trên xe ngựa la đàm hỏi thẩm diệu tiểu biểu muội tại sao ngươi không nói gì đối với la đàm việc thẩm diệu chịu khổ vì tạ cảnh hành là điều cảm động một thiên kim tiểu thư lại hạ mình làm nông dân suốt đêm điều này không phải ai cũng làm được thẩm diệu ăn khổ nhưng không nói lại giấu giếm có ích lợi gì làm những việc này không phải để khoe khoang thẩm diệu nói nếu chuyển ra ngoài ngược lại tổn hại mặt mũi của duệ thân vương phủ chuyện này dừng ở đây ngươi cũng không cần nói với ai la đàm hỏi duệ thân vương cũng không thể biết sao thẩm diệu gật đầu la đàm nói ta biết rồi rồi khuyên ngươi nghỉ ngơi đi chúng ta còn một đoạn đường dài ngươi bận rộn cả đêm chưa nghỉ ngơi trông tiều tụy lắm dù ta giúp ngươi giấu chuyện này dáng vẻ mệt mỏi của ngươi không thể giấu được thẩm diệu gật đầu dựa vào xe ngựa nhắm mắt lại Đêm qua cô bận rộn cả đêm, mấy ngày nay không nghỉ ngơi đủ, giờ chỉ muốn ngủ. Chỉ cần nhắm mắt là cô lập tức ngủ thiếp đi, không để ý đến sự sóc này của xe ngựa. Đêm đó ngủ không bao lâu, thẩm diệu bị người lay tỉnh. Mở mắt ra, thấy bát giác nhìn cô, phu nhân, la tiểu thư, đã về phủ. La đàm cũng vừa tỉnh lại, hai người nhảy xuống xe ngựa. Đã là sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời đã lên cao. Thẩm Diệu xoa chán, nhìn thấy cửa lớn của Duệ Thân Vương phủ không có linh gác, trong lòng lạnh buốt. Thân Vương phủ luôn nghiêm ngặt phòng bị, những lính gác đều là người từ Mặc Vũ quân điều đến, thường ngày rất nghiêm khắc. Giờ lại không có ai, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? La Đàm cũng nhận thấy điều này, cảm thấy không lành. Nhưng không dám nói ra vì sợ làm thẩm diệu lo lắng. Mạc Kinh nói, phu nhân, chúng ta vào xem tình hình trước. Tòng Dương và những người khác cũng là thuộc hạ của tạ cảnh hành, mặt mày lo lắng. Khi vào trong vương phủ, họ thấy trong phủ vắng vẻ, càng thêm nghi ngờ và bất an. Thẩm Diệu đi gấp, suýt nữa va vào một người. Người đó quay đầu lại, thấy Thẩm Diệu thì ngạc nhiên, phu nhân, ngài trở về rồi. Người đó là Đường Thúc. Đường Thúc trông rất chật vật, không giống vẻ khôn khéo từ ngày. Thẩm Diệu vội hỏi, xảy ra chuyện gì? trong phủ sao lại không có ai phu nhân ngài sao giờ mới về tính mạng chủ tử như ngàn cân treo sợi tóc tin tức bị lộ ra ngoài mấy ngày nay mọi người trong bóng tối dò xét trong phủ phải giấu giếm triều đình người lại tới quấy rối thật sự là loạn tung lên quý phu nhân đến hỏi thăm mấy lần hành tung của ngài còn có hoàng thượng La đàm nói tiểu biểu muội bận rộn tìm cao nhân cứu mạng nói đến đã tìm được đúng rồi đường thúc vỗ đầu quên nói tin tốt chủ tử tỉnh rồi thẩm diệu và la đàm ngạc nhiên tỉnh rồi đúng vậy đường thúc nói phu nhân không biết đêm phu nhân đi thương tích của chủ tử đột nhiên xấu đi độc tính không kiểm soát được thái y trong cung đều nói quy nguyên hoàn không cứu nổi chủ tử cao công tử cũng không có cách nói không quá hai ngày chủ tử sẽ không qua khỏi đường thuốc kể khiến lòng mọi người căng thẳng la đàm nóng tính không nhịn được hỏi sau đó thì sao sau đó tin chủ tử sắp không qua khỏi truyền ra không biết làm sao cả lũng nghiệp đều biết quý phu nhân lo lắng đành dán bảng ngoài phủ cầu xin ai có thể trị được chủ tử sẽ được trọng thưởng vừa vặn có người đọc bảng mang đến một viên dược thảo cao công tử luyện thành viên thuốc cho chủ tử dùng thương tích dần dần tốt lên hôm nay dạng sáng tỉnh lại. Cao công tử và thái y đều kiểm tra, thương thế chủ tử đang hồi phục, độc cũng giải. Đường thúc thở dài, đều nói chủ tử mệnh không nên tuyệt, hai năm trước người ta cũng nói chủ tử không qua khỏi, nhưng người vẫn vượt qua. Giờ lại như vậy, thực sự là trời cao hậu đức, cũng là hoàng hậu nương nương trên trời phù hộ chủ tử. Thẩm diệu nghe nói tạ cảnh hành đã giải độc, thở phào nhẹ nhõm. Bát giác và những người khác cũng vỗ ngực, cảm thấy an tâm. La Đàm nhìn thẩm diệu, thầm nghĩ thẩm diệu vất vả cầu dược liệu từ xích diệm, giờ không cần dùng đến. Nhưng người kia đã cứu được tạ cảnh hành, không có gì sai. Dù vậy, nhìn thẩm diệu có chút thiệt thòi, cô thấy không đáng. Đường thúc tiếp, chủ tử mới tỉnh đã hỏi về phu nhân, hỏi phu nhân đi đâu. Phu nhân dặn lão nô không nói mấy ngày nay phu nhân chậm trễ không về lão nô sợ có chuyện cũng sợ chủ tử lo lắng mà thương thế tăng thêm nên giấu diếm thẩm diệu nói người làm rất tốt cô không muốn để người khác biết chuyện tìm xích diệm sợ bị lợi dụng và để lộ nhược điểm nếu ai muốn đối phó thẩm diệu chỉ cần nhắm vào tạ cảnh hành thẩm diệu không muốn sớm bại lộ nhược điểm này cô cũng không chắc tạ cảnh hành sẽ đối xử thế nào với hành sáu của cô cô định chờ thương thế tạ cảnh hành khá hơn rồi sẽ nói rõ ta đi xem hắn một chút thẩm diệu nói phu nhân đường thúc ngăn cản chủ tử mới uống thuốc của cao công tử giờ đang nghỉ ngơi phu nhân vào không tốt thẩm diệu trầm ngâm rồi hỏi cửa phủ sao không có ai nhìn cũng không bao nhiêu người chuyện gì thế này đường thúc cười xấu hổ mấy ngày nay nhiều chuyện quá lão nô quên báo phu nhân tuy rằng chủ tử được cứu mọi người biết chủ tử đã qua cơn nguy hiểm nhưng quý phu nhân và quý thiếu gia vẫn lo lắng nên ở lại phủ lão nô giấu phu nhân đi tìm đại phu người cứu chủ tử lão nô mời ở lại phủ hôm nay chủ tử tỉnh lại quý phu nhân và quý thiếu gia đến cảm ơn người kia không tham quyền thế không nhận bạc phu nhân trở về xin xem xét la đàm hỏi hắn không nhận bạc vậy hắn muốn gì không phải ít bảng sao? Sao lại không nhận đồ vật? Đường thúc cười, lão nô cũng nghi hoặc, quý phu nhân hỏi, ân nhân nói ngẫu nhiên đi ngang qua, thấy bảng, nhớ tổ tiên có một cây linh thảo, giải được bách độc. Nghĩ cứu người, không nghĩ nhiều, liền ít bảng đến quý phủ. Là đàm nhún vai, đó thực sự là hành động đầy đức độ. Ta thì không làm được như vậy, tổ tiên truyền lại đồ vật, tất nhiên phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi dùng để cứu một người xa lạ. Điều này thật sự cần khí phách. Đường Thúc cũng cười, đúng vậy. Sau đó ông nhìn Thẩm Diệu và nói, "Quý phu nhân cũng vì chuyện này mà đau đầu. Lão nô không quyết định được, nhưng phu nhân trở về thì tốt rồi. Phu nhân hãy xem xét, xem nên tặng họ cái gì thì thích hợp. Nếu ân nhân đã cứu mạng, ta nên đi gặp mặt một lần." Thẩm Diệu cúi đầu hiện tại họ đang ở chính sảnh sao đúng vậy đường thúc nói lão nô cũng định qua đó phu nhân hãy cùng đi thẩm diệu gật đầu la đàm theo sát phía sau dọc đường đi đường thúc chợt nhớ ra điều gì đó nói nói đến hai vị ân nhân này dường như mới tới lũng nghiệp họ không quen thuộc lắm quý phu nhân đã sắp xếp cho họ ở lại vài ngày chúng ta có thể giúp đỡ một chút nếu cần có thể dán báo cáo ở ngoài hai vị ân nhân. Thẩm Diệu hỏi, sao lại có hai người? Đó là một đôi tỷ đệ, đường thúc cười nói, tuổi tác cũng gần như phu nhân, trông rất dễ mến. Quý phu nhân rất nhiệt tình, còn định giới thiệu họ với thanh niên Tuấn Kiệt và đại gia Khuê Tú. Họ rất hiểu chuyện, ở trong phủ vài ngày mà đã hòa hợp với các hạ nhân. Những hạ nhân của dưỡi thân vương phủ đều là người từ mặc vũ quân hoặc tâm trí kiên định, làm việc có điều lệ. Thẩm Diệu cảm thấy việc hòa hợp với những người này không phải là điều dễ dàng. Dù là chân thật và nhiệt tình, giữa người với người vẫn có sự cảnh giác và giới hạn nhất định, đặc biệt là với người của duệ thân vương phủ. Thẩm Diệu cảm thấy chuyện này có chút không đơn giản. Là đàm hiếu kỳ, nói vậy, đôi tỷ đệ này quả là người tốt. Có lẽ vậy, đường thúc cười, dù sao cũng đã cứu mạng chủ tử, đối với vương phủ mà nói, họ là khách quý cả đời vừa nói, họ đã đến cửa chính sảnh. Vừa bước vào, thấy quý phu nhân cùng đại nhân đang ngồi giữa phòng. Quý đại nhân quay đầu nói gì đó với quý phu nhân, thấy Thẩm Diệu, quý phu nhân liền đứng lên, bước nhanh đến, "Kiều nương, ngươi trở về rồi." Trong thính đường còn có một số phu nhân mà Thẩm Diệu chưa gặp bao giờ. Thẩm Diệu hơi nghi hoặc nhìn quý phu nhân. Quý phu nhân chú ý ánh mắt nàng, liền thấp giọng nói, "Họ đến thăm cảnh hành." không tiện đuổi về ban ngày, nên để họ ngồi đây. Thẩm Diệu hiểu ra, tạ cảnh hành tại lũng nghiệp có địa vị đặc biệt, sự sống chết của hắn liên quan đến nhiều người trong triều đình. Những triều thần không tiện ra mặt, nên phái phu nhân đến thăm. Tạ cảnh hành sáng sớm hôm nay tỉnh lại, có lẽ những phu nhân này đến để chứng kiến thật giả. Quý phu nhân nói, mấy ngày nay ngươi đi đâu? Đường quản gia nói ngươi đi tìm đại phu, nhưng không tìm thấy ngươi, suýt nữa không biết ứng phó thế nào ngươi có thể coi là trở về lời cuối mang chút oán trách cảnh hành chưa tỉnh ta biết ngươi nóng ruột nên đi tìm đại phu nhưng dù thế nào cũng nên ở bên cạnh phu quân hôm nay hắn tỉnh không thấy ngươi liền thất vọng ngươi giờ không phải quan gia tiểu thư mà là vương phi làm việc cần suy nghĩ cẩn thận nhiều con mắt đang nhìn chằm chằm lời tuy không dễ nghe nhưng thẩm diệu hiểu quý phu nhân đang lo lắng cho nàng. Dù sao, mối quan hệ máu mù là với tạ cảnh hành chứ không phải nàng. Hành sáu ra đi không lời từ biệt của nàng quả thực không đúng, rất không có tình người, nên nàng không cảm thấy oan ức. Quý phu nhân vừa nói xong, một phụ nhân trong sảnh cười nói, thân vương phi cuối cùng cũng ra ngoài, mấy ngày nay chúng ta đến thăm bệnh nhưng không thấy ngài. Nghĩ ngài thương tâm gần chết vì thân vương điện hạ bị bệnh, nên đóng cửa không ra. Chúng ta lo lắng, sợ ngài xảy ra chuyện, nay thấy ngài không sao, chúng ta yên tâm. Lời này ngầm ý nói Thẩm Diệu không xứng chức vương phi, phu quân trọng thương nằm giường mà nàng không canh giữ, cũng không gặp khách, hành tung quỷ quyệt, không có tình cảm. Quý phu nhân sắc mặt khó coi, Thẩm Diệu khẽ mỉm cười, không mặn không nhạt đáp, trong nhà rối loạn, làm phiền phu nhân lo lắng. Ý là việc trong nhà mình không nhọc người ngoài lo thẩm diệu xưa nay gặp mạnh thì càng mạnh đối phó tạ cảnh hành thì chịu thua nhưng đối phó những phụ nhân không cần nghĩ nhiều lời nói của nàng đầy vẻ trào phúng khiến phụ nhân kia á khẩu nhưng vừa nghiêng người dáng vẻ thẩm diệu bại lộ rõ ràng một phụ nhân khác kinh ngạc kêu lên duệ thân vương phi ngài sao vậy xiêm y sao bẩn thế này hẳn là té ngã rồi đột nhiên che mũi tỏ vẻ khó chịu. Quý phu nhân và đại nhân sững sờ, Đường thúc cũng ngạc nhiên. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Thẩm Diệu. Lúc này mới phát hiện nàng dính đầy bùn đất, tóc rối, có chút mùi lạ như phân. Những phu nhân vốn không thích Thẩm Diệu nay có chuyện, lập tức bàn tán. La Đàm tức giận, chỉ mình nàng hiểu Thẩm Diệu chật vật thế nào, nhưng Thẩm Diệu đã cảnh cáo không được nói ra. Đường thúc kinh ngạc, quên mất Thẩm Diệu trông thế nào thường ngày nàng luôn đoan trang cao quý nay lại nhếch nhác quý phu nhân cũng lúng túng thẩm diệu là cháu dâu nàng nói thẩm diệu không khác nào đánh mặt nàng trong tiếng xì xào bàn tán thẩm diệu vẫn giữ vẻ hờ hững nàng không thấy có gì không thích hợp những phu nhân này vốn có ý bài ngoại chưa bao giờ xem nàng là người mình dù hôm nay nàng có ăn mặc quý phái thế nào họ cũng sẽ không thay đổi cái nhìn về nàng do đó sự chật vật của nàng rơi vào mắt mọi người nàng cũng không cảm thấy lúng túng dù sao sau này cũng sẽ không có chuyện ngồi cùng nhau uống trà quý phu nhân đang định nói vài câu điều đình thì đột nhiên nghe tiếng cười của nam tử từ ngoài thính vọng vào lý huynh thực sự là có tài chín liên hoàn ta không giải được ngươi chỉ nửa nén hương đã mở ra ngoại trừ tam ca của ta chưa ai nhanh như ngươi đó là giọng của quý vũ thư ngay sau đó, một giọng nam thanh niên vang lên, trong trẻo nhưng hơi khàn khàn, khiến người nghe cảm thấy đặc biệt. Người đó nói, "Quý huynh đệ quá khen, tại hạ không dám so sánh với thân vương điện hạ." Thẩm Diệu hơi động lòng, trái tim đột nhiên thu lại một đoàn, giọng nói ấy quen thuộc nhưng nàng không nhớ ra là ai, chỉ cảm thấy linh hồn mình run rẩy. Nàng cúi đầu nhìn tay mình, đầu ngón tay trắng mịn nhưng đã có vài vết máu vì đêm qua bận rộn giờ đang run rẩy dữ rồi. Ngay sau đó, giọng quý vũ thư lại vang lên, không nên nói vậy. Chờ Tam Ca tỉnh lại, ta muốn hai người tỉ thí một phen. Tam Ca thích người thông minh, người nhất định sẽ được hắn thưởng thức. rèm sảnh bị vén lên, hai người bước vào. Quý vũ thư đi trước, vừa thấy thẩm diệu liền sững sờ, rồi vội vàng tiến lên hỏi, tẩu tẩu. Ngươi trở về rồi, mấy ngày nay ngươi không có ở đây, Ta hỏi Thiết Y cũng không nói, rốt cuộc ngươi đi đâu? Thẩm Diệu không trả lời, ánh mắt nàng dán chặt vào người đi sau Quý Vũ thư. Đó là một nam tử trẻ tuổi, khoảng 20 tuổi, ngũ quan bình thường nhưng lại toát lên vẻ thông minh. Hắn mặc trường bào màu tùng hương, đi giày vải xanh, đôi mắt sáng như mặt trời mùa hè, mang theo một chút cuồng nhiệt. Thẩm Diệu thân thể lệch đi, suýt ngã xuống là Đàm nhanh chóng đỡ lấy eo nàng, tưởng nàng mệt mỏi vì đêm qua. Quý phu nhân thấy Thẩm Diệu nhìn chằm chằm nam tử kia, liền giới thiệu, "Vị này chính là một trong những ân nhân cứu cảnh hành, Lý công tử." Nam tử trẻ cúi chào Thẩm Diệu, cười nói, "Tại hạ." "Lý Khác." Thẩm Diệu thét lên trong lòng, không bao giờ quên được tên này, cũng không quên được đôi mắt nhiệt tình này. Đây là Lý Khác, huynh đệ ruột của mi phu nhân kẻ từng là trợ thủ đắc lực của Phó Tu Nghi, người từng khiến nàng và gia đình gặp phải bi kịch. Nàng không ngờ sau một đời dài đằng đẵng, lại gặp lại hắn ở đây, trên đất nước xa lạ này, tại phủ đệ của nàng, trước mặt mọi người. Mặt nàng tái nhợt, lý trí nhắc nhở không nên làm điều kỳ quặc trước mặt các phu nhân, nhưng nàng vẫn nhìn chằm chằm lý khác, hận không thể xé xác hắn. Mi phu nhân và Lý Khác là nguyên nhân khiến kiếp trước của nàng khốc liệt như vậy. Mi phu nhân giành được tình cảm của Phó Tu Nghi, Lý Khác thì leo lên địa vị cao. Cả hai đã khiến thẩm gia rơi vào cảnh tan cửa nát nhà. Thẩm diệu nhớ lại lời đường thúc nói đó là một đôi tỷ đệ. Ánh mắt hung hăng của thẩm diệu làm quý phu nhân ngẩn ra. Nàng hỏi, kiều nương. Không phải có hai ân nhân sao? Thẩm diệu khẽ mỉm cười giọng nói có phần quỷ quyệt người còn lại đâu vừa nãy nha hoàn rót nước trà lên người nàng ta bảo nàng đi thay xiêm y kiều nương xiêm y không ít ta lấy xiêm y của ngươi cho nàng ứng phó quý phu nhân nói quý vũ thư ngoài cửa nói đến rồi một cô gái dung nhan đẹp đẽ dáng người thon thả một thân khinh bạc nhỏ áo đơn chậm rãi bước vào dưới ánh nắng khuôn mặt nàng rực rỡ như thiên tiên Thẩm Diệu nhận ra nàng, kẻ mà trước khi chết nàng vẫn nhớ. Thẩm Diệu đứng trong phòng, xiêm y rối tung, sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm cô gái kia với ánh mắt đầy căm hận, như sói đói, như mãnh hổ, như con rắn độc ẩn núp bất an. Người kia mặc y phục của nàng, xuất hiện tại phủ đệ của nàng, cứu phu quân của nàng, như đang diễu võ dương oai. Cô gái cúi chào, mi nương gặp vương phi nương nương. Mi nương. Không, ngươi không phải mi nương, ngươi là mẫu phi của Tân thái tử Phó Minh, cũng là kẻ thù không đội trời chung của ta, mi phu nhân. 207. Gặp lại. Quý phu nhân cười nói, vị cô nương này chính là người mang dược thảo đến, Lý Mi cô nương. Thẩm Diệu nhìn chăm chăm vào nàng. Mi phu nhân dù được sủng ái nhiều năm trong hậu cung, vẫn giúp Phó Thịnh đứng vững vị trí thái tử tam cung lục viện 72 phi, không ai là kẻ tầm thường. Phó tu nghi độc sủng nàng, nàng tự nhiên không phải người dễ đối phó. So với nàng, người khác đẹp nhưng không thông minh, thông minh nhưng không đẹp. Nàng biết tiến lui đúng lúc, đầy tâm cơ mà vẫn thẳng thắn. Kiêu ngạo nhưng cẩn thận, có khuôn mặt đẹp và biết lúc nào nên tỏa sáng. Các phi tần từng nói, nếu nàng muốn, nam nhân thiên hạ đều sẽ thần phục dưới chân nàng. Lúc này, nàng bước vào, mặc xiêm y của thẩm diệu, dù là bộ đồ bảo thủ cũng trở nên quyến rũ, tôn lên vẻ chật vật của thẩm diệu. Mi phu nhân có đôi mắt quyến rũ, như mèo con sau giấc ngủ trưa, mang theo vẻ lười biếng. Thẩm Diệu nhìn chằm chằm khiến nàng cũng phải chú ý, khá là kinh ngạc nhưng không để lộ ra ngoài. Sự kinh ngạc của Mi phu nhân không thoát khỏi ánh mắt của quý phu nhân và quý vũ thư, hai người đồng thời nhìn về phía thẩm diệu thấy ánh mắt của nàng đều ngẩn ra một giây sau thẩm diệu cúi đầu rồi ngẩng lên với nụ cười bình thản như thể mọi chuyện chỉ là ảo giác là dáng vẻ chỉnh tề thẩm diệu nhẹ giọng nói đường thúc không khỏi nhíu mày lời thẩm diệu nói như trong cung như chính thất xem thiếp thất mới vào nhưng thẩm diệu không phải người cố tình gây sự ngay cả chuyện của lưu uyển nhi nàng còn không để tâm sao lại mẫn cảm với người lần đầu gặp mặt la đàm cảm thán trước đường thúc nói đôi tỷ đệ sinh rất phát triển nàng thấy lý khác không phản đối nghĩ chỉ là từng thấy qua đến khi thấy lý mi mới hiểu phát triển là gì la đàm luôn nghĩ thẩm diệu đẹp nhất trong xương đoan trang đại khí là nét đẹp bất kỳ nữ tử nào cũng hâm mộ nhưng lý mi mang đến cảm giác khác nếu thẩm diệu là hoa mẫu đơn vương của các loài hoa thì Lý Mi là cây thuốc viện, quyến rũ, diễm lệ và đầy tà ác. Thẩm Diệu nói, Lý Cô Nương là người đại lương sao? Đúng vậy, Lý Mi kinh ngạc liếc nhìn Thẩm Diệu, cười nói, chỉ là vừa tới lũng nghiệp. Lý Cô Nương và Lý Huynh Đệ là người khâm châu. Quý phu nhân cười nói, mới đến lũng nghiệp, đã ít bảng cứu cảnh hành. Mới đến đã ít bảng. Thẩm Diệu tựa như cười mà không cười nhìn Lý Mi, đó là vận may của Điện Hạ hay vận may của Lý Cô Nương? Lần này, trong phòng người đều có thể nghe ra địch ý của Thẩm Diệu. Lý mi choáng, Lý khác tiến lên một bước, cười hướng Thẩm Diệu hành lễ, nếu thân vương Điện Hạ không ngại, tại Hạ và Tỷ Tỷ xin phép đi trước. Mấy ngày nay ở trong phủ có quấy giày, đắc tội rồi. Lý khác nói đúng mực, như nghe xong lời Thẩm Diệu, vì lòng tự ái mà phẫn khái. Quý phu nhân ngẩn người, chưa kịp hỏi thẩm diệu, theo bản năng muốn giữ lý khác và lý mi lại. Nói gì quấy dày, người cứu mạng cảnh hành, sao còn có thể nói tội. Bàn về đến, chúng ta vẫn chưa báo đáp đủ. Lý mi cười, quý phu nhân, như đã nói, đến đây ít bảng là ngẫu nhiên. Ngày đó cũng không nghĩ nhiều. Dược thảo là để giải độc cứu mạng, chúng ta không dùng đến, cầm cũng vô ích. Có thể cứu người, tự nhiên phải làm chỉ có thể coi là dược thảo này và thân vương điện hạ hữu duyên. Trong sảnh, các phu nhân nghe đều tấm tắc khen ngợi, dáng dấp xinh đẹp, tính tình tốt, không tham mộ quyền thế. Ngược lại thẩm diệu, không hiểu sao lại làm khó dễ, quá không có khí độ của duệ thân vương phi. Lý mi nhìn về phía thẩm diệu, áy náy nói, thân siêm y này, lúc nãy dân nữ làm bẩn, mới mặc vào siêm y của vương phi. Kính xin vương phi bỏ qua, Dân nữ rửa sạch sẽ, tự mình trả lại vương phi, không để lại dấu vết. Thẩm Diệu bình tĩnh nhìn nàng. Thẩm Diệu gặp Mi phu nhân lần đầu sau khi từ Tần Quốc trở lại Minh Tề. Trong cung nhiều tần phi, chỉ Mi phu nhân sinh con. Ban đầu không tin phó tu nghi có thể sủng ái một nữ nhân, sau đó tận mắt nhìn thấy, không thể không thừa nhận. Mi phu nhân rất được sủng ái, đối mặt Thẩm Diệu chưa từng cúi đầu quá mức chỉ cúi đầu giả ý, qua loa. Dù thẩm diệu làm hoàng hậu, trong hậu cung, mi phu nhân dường như vẫn cao hơn một bậc, như phó thịnh luôn được sủng ái hơn phó minh. Lúc này, người từng kiêu ngạo nhìn nàng lại khiêm tốn, tự xưng dân nữ, gọi nàng là vương phi. Thế giới lớn đến nỗi một đời người có thể làm lại hai lần, nhưng nhỏ đến mức qua hai đời vẫn gặp lại kẻ thù kiếp trước. Lý mi thấy thẩm diệu không trả lời, thẹn thùng, mỉm cười định kéo lý khác đi quý phu nhân muốn giữ lại nhưng thẩm diệu là chủ mẫu của duệ thân vương phủ nàng không thể quyết định thay chậm đã thẩm diệu đột nhiên mở miệng lý khác và lý mi sững sờ xoay đầu lại thấy thẩm diệu cười ôn hòa nếu cứu điện hạ một mạng chính là ân nhân của toàn bộ duệ thân vương phủ hai vị rời đi chẳng phải để người nói phủ chúng ta lương bạc chuyện này sao có thể nói là vương phủ lương bạc. Lý Mi lắc đầu, cười nói, đây là chủ ý của chúng ta. Thế nào cũng phải chờ điện hạ hoàn toàn bình phục rồi hãy đi. Thẩm diệu khẽ mỉm cười, nếu không, bỏ giờ nửa chừng thì thân vương phủ không thể gánh vác được. Lời này mang ý nghi ngờ, nếu như cây dược thảo truyền thuyết kia thực ra là giả, mà vài ngày nữa tạ cảnh hành lại bệnh tái phát, thì biết tìm ai để chịu trách nhiệm. Quý phu nhân và quý vũ thư có chút lúng túng. Thẩm Diệu vốn không phải người hùng hổ dọa người, sao lại đối xử nghiêm khắc với đôi tỷ đệ này như vậy? Họ là ân nhân cứu mạng, sao có thể dùng thái độ này, dù có nghi ngờ trong lòng, cũng không cần thiết nói ra. Nhưng Thẩm Diệu biết rằng đôi tỷ đệ này sẽ không vì lòng biết ơn mà ở lại, nhưng chắc chắn sẽ vì sự nghi ngờ của thân vương phủ mà dừng chân. Vì cuộc đời họ dù làm bao nhiêu điều xấu cũng muốn giữ lại một danh tiếng tốt không cho phép mình bị bôi nhọ quả nhiên lời vừa nói ra lý khắc liền phẫn khái đáp yên tâm chúng ta nhất định sẽ ở lại đây tận mắt thấy thân vương điện hạ hồi phục hoàn toàn thầm diệu mỉm cười vậy thì tốt thân vương phủ nợ các ngươi một phần ân tình nếu không ở lại chúng ta sao có thể báo đáp được lời này mang ý nghi ngờ và báo đáp khiến người khác không rõ ý đồ của nàng. Lý Mi đăm chiêu nhìn Thẩm Diệu, Thẩm Diệu nhận thấy ánh mắt nàng, liền cười nói, "Ta còn có việc cần làm, không thể tiếp tục ở đây hầu chuyện các vị." Rồi quay sang quý phu nhân, "Dì mẫu, hãy thay ta tiếp đón các vị phu nhân." Rồi làm dáng định rời đi, bỗng nhớ ra điều gì, dừng bước trước mặt Lý Mi, cười nói, "Bộ xiêm y này rất hợp với ngươi, như là được làm riêng cho ngươi vậy." Nếu vừa vặn không cần trả lại ta coi như ta tặng ngươi thẩm diệu nói là tặng y phục nhưng lại như đang ban ân huệ đường thúc xưa nay khéo léo hôm nay cũng không biết xử lý thế nào mãi đến khi thẩm diệu rời đi mới nhìn về phía la đảm la đảm le lưỡi đừng hỏi ta ta cũng không biết rồi xoay người đi theo thẩm diệu quý phu nhân có chút xấu hổ nhìn lý mi và lý khác vương phi mấy ngày nay lo lắng cho thân vương có chút mẫn cảm, mong hai người thông cảm. Từng quyền chi tâm, tự nhiên có thể hiểu rõ. Lý Mi mỉm cười. Vậy chúng ta vào trong nói chuyện. Quý phu nhân cười nói. Quý vũ thư cũng nhìn Lý khác, do dự một chút, rồi nói, Lý huynh, mời. Thẩm diệu trở lại phòng, kinh chập và cốc vũ thấy nàng trở về. Đầu tiên là kinh hỉ tiến lên đón, phu nhân, ngài có thể coi là trở về. Mấy ngày nay chúng nô tỳ đều lo lắng, sợ ngài có chuyện gì không tốt. Khi thấy thẩm diệu một thân chật vật, hai người sững sờ, kinh chập hỏi, phu nhân. Chuyện gì đã xảy ra? Ngài có bị ủy khuất gì không? Thẩm diệu xiêm y bẩn thỉu, tóc rối tung, biểu hiện khó nhìn ra kỳ, nhìn kỹ còn có mấy phần hồn bay phách lạc, như bị đà kích khổng lồ. Cốc vũ linh hoạt hơn, nói, phu nhân, nô tỳ sẽ chuẩn bị nước nóng cho ngài tắm rửa, ngài hãy tẩy thân thể, rồi uống chén cháo nóng. Dù sao điện hạ đã vô sự, ngài nghỉ ngơi rồi hãng nghĩ đến chuyện khác. Rồi kéo kinh chập đi chuẩn bị nước nóng. Nước nóng đã chuẩn bị, thẩm rượu đuổi hai người ra ngoài, ngồi trong thùng gỗ, cảm nhận nước ấm áp, nhưng lòng nàng vẫn lạnh như băng. Mi phu nhân sao lại xuất hiện ở Đại Lương? sao lại tình cờ trở thành ân nhân cứu mạng của tạ cảnh hành. Nàng nhẫn nhịn không giết mi phu nhân ngay khi nhìn thấy, vì đây là duệ thân vương phủ, không thể giải thích hành động của mình. Nhưng dù nhẫn nhịn, hôm nay nàng vẫn để lộ sự khác thường, khiến người khác nghi ngờ. Người ta sẽ nghĩ nàng ghen tị hay gì đó. Thẩm diệu muốn biết, mi phu nhân tại sao đến đại lương. Kiếp trước thẩm diệu đi tần quốc làm con tin, khi trở về mi phu nhân đã tiến cung nghe nói mi phu nhân là con gái một thần tử phó tu nghi gặp trong hành trình đông trinh nhưng hôm nay phó tu nghi chưa đông trinh sao mi phu nhân đã đến đại lương có thể kiếp trước mi phu nhân đã đến đại lương gặp tạ cảnh hành nếu mi phu nhân là thám tử đại lương nhưng vẫn trở thành sủng phi của phó tu nghi sinh ra phó thịnh và được lập làm thái tử nếu mi phu nhân là thám tử Tại sao lại có con với phó tu nghi? Nhưng quan trọng nhất là kiếp trước mi phu nhân và Tạ Cảnh Hành có phải minh hữu? Nếu mi phu nhân là thám tử đại lương, cái kết của Thẩm Diệu có liên quan mật thiết đến Hoàng Thất đại lương. Nếu không cứu được Phó Minh và Uyển Du, nàng và Tạ Cảnh Hành nên làm gì? Thẩm Diệu mải nghĩ đến xuất thần, không nhận ra nước đã lạnh. Kinh chập gõ cửa gọi nàng, Thẩm Diệu mới tỉnh lại, thấy nước đã lạnh lau khô thân thể, mặc y phục ra ngoài, đi tìm La Đàm. La Đàm tiến tới hỏi, "Tiểu biểu muội, ngươi có phải không thích Lý Mi?" Thẩm Diệu nói, "Vì sao nói như vậy? Ngươi đối với người luôn rất khách khí, nhưng với Lý Mi lại tỏ ra rất kỳ quái, giống như lúc trước đối với Thường Tại Thanh vậy." La Đàm suy nghĩ một chút, "Na Thường Tại Thanh cuối cùng không phải người tốt lành gì, chẳng lẽ Lý Mi cũng không phải?" Nói đến ta cảm thấy ngươi đối với Lý Mi còn không ưa hơn cả thường tại thanh. Thẩm Diệu vừa lau tóc vừa lạnh nhạt nói, nếu ta nói nàng là người xấu, ngươi có tin không? Nàng đúng là người xấu sao? Là đàm sững sờ, nhưng nhìn nàng thế nào cũng không giống. Thẩm Diệu lắc đầu, biết rằng không có chứng cứ thì nói gì cũng vô ích. Nàng nói, ngươi trở về đi. La Đàm ngạc nhiên, ngươi không đi thăm muội phu sao? thẩm diệu dừng lại một chút nói hôm nay ta mệt mỏi lắm muốn ngủ sớm được rồi la đàm gật đầu mấy ngày nay ngươi bôn ba đủ rồi người gầy hẳn đi nghỉ ngơi thật tốt ta không quấy dày nữa suy nghĩ một chút lại nói nếu ngươi cảm thấy lý mi có gì không đúng có thể nói với ta ở đại lương này chúng ta là người có huyết thống tương đồng chờ la đàm đi rồi thẩm diệu liền thay đổi sắc mặt nói với kinh chập gọi mạc kinh đến nàng hiếm khi trịnh trọng như vậy đặc biệt hôm nay càng thêm mang theo sát khí nhàn nhạt làm cho kinh chập và cốc vũ cũng không dám hỏi nhiều không nói hai lời liền đi tìm người mạc kinh rất nhanh đã đến thẩm diệu cho người đóng cửa phòng khi không có ai khác nàng hỏi mạc kinh đôi tỷ đệ kia hiện đang ở đâu trong phủ mạc kinh tưởng rằng thẩm diệu có chuyện quan trọng muốn phân phó nghe vậy thoáng ngẩn ra lên tiếng, ở tại thiên viện, trong một phòng. Người hãy giết bọn họ cho ta. Thẩm Diệu nói. Mạc Kinh sững sờ. Từ khi theo Thẩm Diệu, Mạc Kinh đã chứng kiến nàng trải qua nhiều tình cảnh nguy hiểm, nhưng chưa bao giờ thấy nàng như hôm nay, nói thẳng người hãy giết bọn họ. Điều này khiến hắn do dự một lúc, rồi hỏi, phu nhân, bọn họ. Bọn họ cùng ta có huyết hải thâm cừu, không đội trời chung. Hai người này không trừ hậu hoạn vô cùng, ngươi hãy giết bọn họ cho ta." Nàng nói. Mạc Kình còn chưa trả lời, đột nhiên nghe ngoài cửa sổ có tiếng, đây không phải là thượng sách. Hai người quay đầu nhìn, thấy Bùi Lang đứng ngoài cửa sổ, rõ ràng là hắn. Thẩm Diệu ra hiệu cho hắn vào, Bùi Lang đi tới, liếc mắt nhìn Mạc Kình, rồi nói với Thẩm Diệu, tùy tiện giết người, cũng không phải thượng sách. Thẩm Diệu lạnh lùng nhìn hắn, sự xuất hiện của Mi Phu Nhân làm nàng nhớ lại quá khứ tối tăm, nên không có sắc mặt tốt với Bùi Lang. Bùi Lang có chút khó hiểu, ho nhẹ hai tiếng, rồi nói: Đôi tỷ đệ kia bây giờ ở trong thân vương phủ, nếu ngươi giết họ, thân vương phủ sẽ không tránh khỏi liên lụy. Toàn bộ thân vương phủ, hộ vệ vô số, nếu không bảo vệ nổi đôi tỷ đệ, ai sẽ tin? Thứ hai, hôm nay ngươi làm việc quá mức bên ngoài đều đồn đại ngươi đố kỵ Lý Mi, cố ý làm khó dễ. Nếu ngươi có cửu oán với họ, không nên biểu hiện ra ngoài, một khi bị phát hiện, người đầu tiên bị hoài nghi chính là ngươi. Thứ ba, ngươi nhờ mặc kình giết người, nghĩa là ngươi không tin người khác, bao gồm cả duệ thân vương. Nhưng mặc kình có phải đối thủ của các thị vệ khác? Dù võ công cao đến đâu, hai quyền khó địch bốn tay. Nếu bị bắt, duệ vương sẽ hỏi nguyên nhân ngươi để mặc kình ra tay mà không nói cho duệ vương chắc chắn có lý do không thể nói bị phát hiện bí mật của ngươi không thể che giấu vì thế kế này không phải thượng sách bùi lang nói xong thẩm diệu nhìn hắn một lúc rồi đột nhiên cười bùi tiên sinh ngươi mãi mãi lý trí sao không chờ bùi lang trả lời nàng lại cười lạnh cũng đúng nếu không lý trí không siêu nhiên thì làm sao ở vị trí này bùi lang không hiểu lời nàng chỉ nghe thẩm diệu nói ngươi nói đúng ta không thể tùy tiện giết người trong vương phủ hơn nữa để bọn họ chết đơn giản như vậy cũng quá tiện nghi thẩm diệu nói với mạc kình ngươi đi ra ngoài điều tra rõ ràng nội tình đôi tỷ đệ này không được bỏ sót mạc kình theo lệnh rời đi thẩm diệu hít một hơi thật sâu kẻ thù trước mắt nhưng không thể ra tay Cảm giác này thực sự khó chịu, khiến nàng hầu như muốn giận cá chém thớt. Mặc Kình đi rồi, Bùi Lang nhìn Thẩm Diệu, suy tư một lúc, hỏi: "Ngươi đối với đôi tỷ đệ này có oán hận rất sâu sao?" Thẩm Diệu cười lạnh, "Sao lại nói vậy? Chưa từng thấy ngươi vừa đến đã muốn đòi mạng." Hắn có chút tìm tòi nghiên cứu nhìn Thẩm Diệu, chứng tỏ trong lòng ngươi rất kiên kỵ và đề phòng họ. Đôi tỷ đệ này, rất lợi hại sao? thẩm diệu trong lòng nhảy lên một cái, nhìn bùi lang trước mặt, trong lòng sinh ra một luồng khí, liền hỏi, bùi tiên sinh lúc nào cũng có thể thăm dò rõ ràng lòng người. Vậy ngươi có biết tại sao ta cùng họ có thâm cửu đại hận gì không? Ngươi nguyện ý nói cho ta sao? Bọn họ nợ ta hai cái mạng không thể nào bồi hoàn. Thẩm Diệu nói, coi như giết bọn họ một vạn lần cũng không đủ bồi thường. Bùi lang bị ánh mắt hung hãn của Thẩm Diệu làm kinh ngạc, hắn nói ta có thể giúp ngươi thẩm diệu theo dõi hắn ta dựa vào cái gì mà tin ngươi lời này khiến bùi lang bất ngờ trước đó vài ngày hắn cảm giác thẩm diệu thái độ đối với hắn có phần hòa hoãn tựa hồ mối quan hệ giữa họ có thể không còn căng thẳng như trước nhưng hôm nay thẩm diệu như con nhím dựng lông sắc nhọn phòng bị thái độ đối với hắn lại trở về lúc trước thậm chí còn xa lánh hơn như thể bọn họ là kẻ thù bình thường bùi lang biết điều này chắc chắn liên quan đến đôi tỷ đệ kia hắn suy tư một hồi lại hỏi nghe nói đôi tỷ đệ đó là người đại lương ngươi trước giờ chưa từng tới đại lương cũng chưa từng gặp họ làm sao lại kết thù hận sâu sắc như vậy bùi tiên sinh thẩm diệu cắt ngang lời hắn có thể nói cho ngươi ta đã nói hết rồi ta đối với đôi tỷ đệ đó là thái độ gì ngươi cũng rõ ràng ta không hy vọng bùi tiên sinh bày mưu tính kế cho ta, nhưng cũng xin bùi tiên sinh đừng nhúng tay ngăn cản, càng không cần đem chuyện này nói cho người khác biết. Trong lòng bùi lang đột nhiên cũng sinh ra một loại lúng túng và phẫn nộ, hắn vốn dĩ muốn sống một đời nhàn vân dã hạc, lại bị thẩm diệu thuyết phục tiến vào triều đình, trở thành người của phó tu nghi, rồi không hiểu sao thành gian tế, phải đi xa dị quốc. Hắn một lòng chân thành lại bị nghi ngờ, hắn cũng muốn quay đầu đi ngay nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của thẩm diệu hắn lại không phát ra được lửa giận như vừa thấy nàng hắn lại cảm thấy không hiểu sao hổ thẹn hắn cứng rắn nói người đây là không tin ta thẩm diệu lạnh nhạt nói ta ai cũng không tin bùi lang đi rồi thẩm diệu ngồi trở lại trước bàn như dùng hết khí lực chỉ cảm thấy cả người thoát lực vô cùng lý mi và lý khác lấy thân phận như vậy ở trong duệ thân vương phủ giết cũng không được chỉ có thể trước tiên vây họ lại trong phủ đại thù nhất định phải báo bằng không nàng không xứng là mẫu thân của hai đứa bé đang lúc suy nghĩ kinh chập đẩy cửa đi vào nói với thẩm diệu phu nhân điện hạ vừa tỉnh lại muốn gặp phu nhân thẩm diệu sững sờ mặt lộ vẻ phức tạp một lát sau nói ta biết rồi đại lương hoàng thất tạ cảnh hành mi phu nhân tỷ đệ những mối liên hệ khả dĩ giữa họ đều bị thẩm diệu suy đoán, càng nghĩ sâu càng thấy sợ. Nếu những suy đoán đáng sợ đó là sự thật, thẩm diệu cũng không biết mình phải phản ứng ra sao. Sự xuất hiện của mi phu nhân làm rối loạn kế hoạch và nỗi lòng của nàng, nàng ngay cả tạ cảnh hành cũng khó đối mặt. Nàng sợ bị người khác nhìn thấu nỗi oán hận trong lòng, cũng sợ tạ cảnh hành chứng thực những suy đoán đáng sợ của nàng. Phòng ngủ tràn ngập mùi thuốc, bọn hạ nhân bận rộn. Tạ cảnh hành tỉnh rồi, cần được chăm sóc kỹ lưỡng. Cao Dương vừa từ phòng đi ra, thấy thẩm diệu cũng sững sờ, nói, hắn vừa mới tỉnh, buổi sáng tỉnh một lần, hỏi ngươi. Thương tích còn chưa khỏi, ngươi theo hắn. Thẩm diệu đáp lại, đẩy cửa đi vào. Tạ cảnh hành chỉ mặc trung y, khoác áo ngoài, bán tựa trên giường đọc sách. Mấy ngày nay hắn nhìn gầy gò, đường viền mặt càng thêm rõ ràng. Yên lặng thời điểm, đúng là như quý công tử, tao nhã lật sách, không thấy được dấu vết của người đã đi qua sinh tử. Thẩm diệu muốn bước vào, nhưng trần chờ như bước ra bước này, liền phải đối mặt với vấn đề nàng không dám đối mặt. Nàng e ngại nhận được đáp án, bản năng muốn trốn tránh. Nhưng cuộc đời không có vấn đề nào có thể vĩnh viễn trốn tránh. Tạ cảnh hành không nhìn nàng, lạnh nhạt nói, nếu đến rồi, tại sao không tiến vào? Thẩm Diệu dừng lại, nắm chặt tay, chậm rãi đi vào. Tới gần giường, ngồi xuống, nói: "Ngươi có khỏe không?" Nghe Đường Thúc nói ngươi đã tỉnh, nghĩ ngươi muốn nghỉ ngơi nên ta không quấy rối. Tạ Cảnh Hành có lẽ thân thể còn chưa hồi phục, cổ họng khàn khàn. Hắn đột nhiên cười, không biết ngữ khí gì, nói: "Thú vị." Thẩm Diệu nhìn hắn, Ánh mắt hắn còn trong sách, giọng nói mang theo chút ý lạnh. Người không dám nhìn ta, làm sao sẽ? Thẩm Diệu mỉm cười, có phải là bệnh hồ đồ rồi? Tạ Cảnh Hành cũng khẽ cười, nhưng ý cười không tới đáy mắt. Hắn đùng một tiếng khép sách lại, cầm sách ném sang bên, xoay đầu nhìn Thẩm Diệu lần đầu tiên kể từ khi nàng vào phòng. Ánh mắt hắn sắc bén, mang theo vài phần mơ hồ hơi giận. Hắn hỏi Thẩm Diệu có phải nếu ta không gọi ngươi ngươi căn bản sẽ không lại đây phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn